Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải phóng. Sau đây là những thông tin mới nhất về tình hình trên thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Tình báo quân sự Ukraine thừa nhận Kiev không thể chiến thắng trên chiến trường. Dẫn lời lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR, trang The Guardian, Anh đưa tin Kiev không có lựa chọn nào khác ngoài tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả cơ sở hạ tầng dầu mỏ, khi quân đội nước này liên tục phải đối mặt với những thất bại trên chiến trường. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Luke Harding của tờ The Guardian, các quan chức Kiev thẳng thắn thừa nhận tình hình quân sự của Ukraine. Chuẩn tướng Dmitry Timkov nói, nếu phương Tây muốn chúng tôi giành chiến thắng, chúng tôi cần được viện trợ đầy đủ. Ông cũng đề cập đến nguồn viện trợ quân sự đang suy giảm từ các quốc gia phương Tây. Thiếu tướng Vadim Skibitsky, phó giám đốc GUR, nhận định chiến thắng trên chiến trường như mong muốn của Kiev vào lúc này là không thể. Đó là lý do cơ quan này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành các cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Các quan chức GUR cũng tuyên bố đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga. Điều này mâu thuẫn với tuyên bố công khai của người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine, SBU, cho biết chính các đặc vụ của mình thực hiện các hoạt động này. Nguồn tin cũng cho biết GUR dự định tiến hành một cuộc tấn công lớn nữa vào cầu Crimea và vô hiệu hóa cây cầu này vào nửa đầu năm 2024. Ukraine trước đây đã nhắm tới cây cầu này hai lần vào năm 2022 và 2023. Vụ tấn công đầu tiên liên quan đến một quả bom giấu trong chiếc xe tải, khiến tài xế phương tiện và 4 thường dân khác trong những chiếc ô tô gần đó thiệt mạng. Moscow cáo buộc GUR chủ mưu vụ tấn công này. Cuộc tấn công thứ hai được cho là do xuồng không người lái tự sát của Hải quân Ukraine thực hiện. SBU cũng đã thừa nhận được các đặc vụ đã tiến hành vụ tấn công này. Vụ đánh bom đã khiến 2 dân thường thiệt mạng. Các quan chức Nga cũng tuyên bố Kiev đang gia tăng áp dụng chiến thuật kiểu này vì họ không thể giành chiến thắng trên chiến trường. Cùng một diễn biến, Nga cho biết nước này đã biết về sự tham gia của binh sĩ Thụy Điển trong các cuộc xung đột ở Ukraine, dẫn theo nguồn tin của báo tin tức. Theo đài Sputnik, Nga, vào tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Điển Tomas Vanesk nói với RIA Novosti rằng Đại sứ quán Ukraine tại Stockholm có thể tuyển dụng binh sĩ Thụy Điển tham gia chiến sự vì điều đó không vi phạm luật pháp quốc tế. Khi được yêu cầu bình luận về những tuyên bố này, Bộ Ngoại giao Nga cho hay phía Moscow biết về sự tham gia của binh sĩ nước ngoài, bao gồm cả Thụy Điển, trong các cuộc chiến bên phía Ukraine. Những nỗ lực của Bộ Ngoại giao Thụy Điển nhằm khuyến khích công dân đi đến vùng nóng theo cách này cho thấy Stockholm hoàn toàn thờ ơ với số phận của chính công dân mình, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh. Theo thông tin mà Bộ Quốc phòng Nga nắm được, tổng số binh sĩ Thụy Điển trên lãnh thổ Ukraine lên tới 90 người, trong đó 25 người đã thiệt mạng, Bộ Ngoại giao Nga cho hay. Phía Thụy Điển chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billström tuyên bố Stockholm không có kế hoạch đào tạo binh sĩ Ukraine ở Ukraine. Ông nói rằng các cuộc thảo luận về việc điều quân NATO tới hỗ trợ Kiev là không đúng thời điểm. Belarus tuyên bố đang chuẩn bị cho chiến tranh. Ở một diễn biến khác, Belarus là đồng minh thân cận nhất của Nga tuyên bố đất nước này sẽ sẵn sàng chiến đấu nếu chiến tranh nổ ra ở Belarus. Đừng tin những người nói rằng chúng tôi muốn chiến tranh. Chúng tôi đang chuẩn bị cho chiến tranh, không nên giấu giếm điều đó. Không phải tôi là người đầu tiên nói nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Đây là một câu nói rất chính xác cho đến ngày nay. Hãng tin Benta dẫn tuyên bố của Tổng thống Alexander Lukashenko trong chuyến đi đến vùng Gomel hôm 2 tháng 4. Theo Tổng thống Belarus, nước này đang huấn luyện lực lượng vũ trang cần thiết, đồng thời cung cấp cho quân đội nhiều loại vũ khí và thiết bị quân sự. Quan hệ của nước này với các nước phương Tây đã xấu đi trong vài năm qua, nhất là sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh, chúng tôi không đe dọa ai. Chúng tôi không muốn đất của người khác. Trên thực tế, chúng tôi cầu nguyện Chúa ban cho chúng tôi sức mạnh để canh tác trên mảnh đất mà chúng tôi đã có, ông Lukashenko lưu ý. Trước đó, Tổng thống Belarus cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo quân đội trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ông nhấn mạnh nước này sẵn sàng trước một tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Cùng ngày, Belarus tuyên bố quân đội nước này đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận ở khu vực biên giới với Ukraine và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, EU là Litva và Ba Lan. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các cuộc tập trận sẽ diễn ra trong 3 ngày ở khu vực Gomel và Grozny, giữa lúc mối quan hệ giữa Belarus với các nước láng giềng phương Tây và Ukraine ngày càng xấu đi. Trong cuộc tập trận, các sĩ quan và lực lượng bảo vệ lãnh thổ sẽ được huấn luyện về cách bảo vệ các khu vực họ phụ trách. Ngoài ra, các sĩ quan và binh sĩ cũng được huấn luyện cách thức hành động trong trường hợp thiết quân luật. Các cuộc tập trận đang được tiến hành dưới sự giám sát của chỉ huy lực lượng tên lửa và pháo của lực lượng vũ trang Belarus. Nhà máy lọc dầu lớn thứ ba của Nga trúng không kích.
Giới chức Nga cho biết quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái UAV để tấn công vào một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 1.300 km. Theo đó, một UAV của Ukraine đã tấn công vào nhà máy Taneco, một phần của khu liên hợp lọc dầu Tatarstan thuộc tập đoàn sản xuất dầu mỏ Tatneft của Nga ở thành phố Nizhnekam sáng 2 tháng 4 giờ địa phương. Hãng tin RIA Novosti cho biết vụ tấn công gây hỏa hoạn và lửa được dập tắt trong vòng 20 phút. Hoạt động sản xuất tại nhà máy không bị gián đoạn. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc UAV đã đâm vào tòa lọc dầu chính CDU-7 thuộc nhà máy lọc dầu Taneco. Đơn vị này đóng góp hơn 50% tổng công suất hàng năm của nhà máy. Nhà máy lọc dầu Taneco là một trong những cơ sở xử lý dầu mỏ lớn nhất và mới nhất của Nga với công suất lên tới 340.000 thùng một ngày. Năm 2023, nhà máy đã xử lý hơn 17 triệu tấn dầu thô, đạt công suất lớn thứ 3 trong số các nhà máy lọc dầu của Nga sau Omsk và Kirishi. Cùng ngày, chính quyền Cộng hòa Tatarstan cũng báo cáo về việc UAV đã tấn công vào khu công nghiệp tại Jelabuga và Nizhnekam. Jelabuga là nơi có đặc khu kinh tế Alabuga, nơi đặt nhiều nhà máy hóa chất, cơ khí và luyện kim. Các vụ tấn công đã khiến ít nhất 7 người bị thương nhưng không gây thiệt hại nghiêm trọng hay khiến các quy trình công nghệ trong các nhà máy bị gián đoạn. Sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một nhà máy lọc dầu Nga cách biên giới khoảng 1.300 km, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang đáp trả các cuộc tấn công của Moscow bằng phản ứng tầm xa. Cụ thể, trong bài phát biểu qua video hàng đêm của mình hôm 2 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không đề cập trực tiếp đến cuộc tấn công vào khu vực Tatarstan của Nga, nhưng cho biết những phản ứng như vậy cũng quan trọng như việc giúp đỡ những người Ukraine đang bị kẻ thù tấn công. Ông Zelensky cho biết các hoạt động cứu hộ hiện đang được tiến hành ở Dnipro sau một cuộc tấn công tên lửa của Nga làm hư hại nhiều cấu trúc, đặc biệt là bao gồm cả các tòa nhà của một trường cao đẳng và một trường mẫu giáo. Người đứng đầu nhà nước Ukraine cảm ơn tất cả những ai đã đến hiện trường vụ tấn công để hỗ trợ mọi người nhanh nhất có thể. Theo ông Zelensky, đây là điều quan trọng nhất nhưng quan trọng không kém là việc Nga đang phải hứng chịu phản ứng từ phía Ukraine sau các cuộc tấn công của họ, mỗi lần đều là những phản ứng tầm xa. Trước đó cùng ngày, tờ Kyiv Independent dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết, trong một hoạt động tấn công ngày 2 tháng 4 vào các cơ sở công nghiệp ở Tatarstan của Nga, một máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất Liên bang Nga nằm ở thành phố Nizhnekam. Theo tờ Kyiv Independent, nhiên liệu hóa thạch là động lực chính của nền kinh tế, đồng thời là nguồn thu chính cho cỗ máy chiến tranh của Liên bang Nga, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Nga vẫn cung cấp dầu khí cho các nước khác trên thế giới, chủ yếu là Ấn Độ và Trung Quốc. Trong những tuần qua, Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công ngày càng thường xuyên vào các nhà máy lọc dầu của Nga và các cơ sở công nghiệp khác bằng máy bay không người lái tầm xa. Tổng cộng, các cuộc tấn công gần đây được cho là đã làm gián đoạn từ 12 đến 14% công suất lọc dầu của Liên bang Nga. Cuộc tấn công Tatarstan cũng nhằm vào một cơ sở sản xuất máy bay không người lái, tấn công thuộc loại Shahed-136 tại đặc khu kinh tế Alabuga thuộc quận Jelabuga. Nguồn tin cho biết cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nizhnekam là một hoạt động do cơ quan an ninh Ukraine SBU phối hợp với cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine HUR và máy bay không người lái đã đánh trúng đơn vị xử lý dầu chính của nhà máy lọc dầu Taneco, nơi có công suất sản xuất hàng năm khoảng 8 triệu tấn, chiếm tới 2,6% tổng công suất xử lý dầu hàng năm của Liên bang Nga. Nguồn tin nhấn mạnh các lực lượng Ukraine sẽ tiếp tục làm việc một cách có hệ thống để đảm bảo rằng Liên bang Nga ngày càng có ít cơ hội tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine, giảm số lượng đồng đô la mà Liên bang Nga thu được từ dầu mỏ chảy vào quân đội nước này. Liên quan tới vụ tấn công, tờ Kyiv Independent dẫn bản tin của hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti cho biết thêm sau vụ tấn công. Các cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Nga đã nói với RIA Novosti rằng máy bay không người lái đã đánh trúng đơn vị lọc dầu của chính nhà máy lọc dầu Taneco ở Nizhnekam vào sáng ngày 2 tháng 4 dẫn đến hỏa hoạn, nhưng đám cháy đã được dập tắt sau 20 phút. Thị trưởng Nizhnekam Ramin Mulin nói với hãng tin TASS của nhà nước Nga rằng một máy bay không người lái cố gắng tấn công cơ sở nhưng đã bị vô hiệu hóa bởi hoạt động tác chiến điện tử, đồng thời cho biết thêm rằng không có thương vong hay thiệt hại. Tờ Kyiv Independent nói rằng họ không thể xác minh những tuyên bố của chính quyền Nga. Các kênh Telegram của Nga bao gồm Baza, dẫn lời người dân địa phương cũng cho biết về vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy lọc dầu Taneco. Nizhnekam nằm ở phía tây nước Nga, cách biên giới nước này với Ukraine khoảng 1.300 km.
Cộng hòa Tatarstan của Nga được cho là chưa bao giờ bị máy bay không người lái tấn công trước đây. Hoạt động tấn công vào các cơ sở công nghiệp ở Tatarstan diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Mikhail Fedorov nói rằng Ukraine đã sản xuất được máy bay không người lái tấn công nội địa, có khả năng bay hơn 1.000 km. Trong cuộc phỏng vấn với Washington Post ngày 29 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga là một chiến dịch quân sự chính đáng. Ông Zelensky nói rằng các cuộc tấn công nhằm trả đũa các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng quan trọng và phù hợp với các mục tiêu quân sự của Ukraine. Cuộc phỏng vấn diễn ra sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Mỹ đã yêu cầu Ukraine ngừng tấn công ngành dầu mỏ của Nga. Cố vấn cho người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak phủ nhận thông tin này, nói rằng Kiev không nhận được những cuộc gọi như vậy từ Washington. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Phương Ly cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để phục vụ đến quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại!